Bác, chúng tôi đi đám cưới con gái thì một cái chuyến hành trình có 2 tuần, nhưng nó như thế này, có gặp rất nhiều may mắn ở bên, thường thường ở bên Âu Châu là tháng 2 và tháng 3 là bắt đầu, bác biết rồi, nó bớt lạnh rồi. Nhưng mà tự nhiên á, cái ngày mà hôm đám cưới đó, thì ngày Valentine đó, ngày 14 tháng 2, ngày hôm sau là ngày 15 là đám cưới. 2 ngày đó trời rất nắng. Sau đó thì là trời mưa và âm u. Chúng tôi có chụp hình đưa lên hết từng ngày. Một cái chuyến đi thì con gái nó tổ chức, nó sắp đặt hết. Mình chỉ là cái người mà kiểu xách hành lý đi thôi. Thì đi bằng máy bay, xong đi qua bên Áo, lại đi cái tàu cánh ngầm. Đi vào thủ đô nước Áo, bác đã biết là có cái chỗ mà cái thuyền đi vào trong thành phố này nhé. Thế xong rồi lại đi bằng xe lửa, rồi đi bằng xe metro, xe điện ngầm, rồi lại đi bằng xe buýt, rồi lại đi xe Uber, rồi có lúc lại đi xe đi bộ. Thành ra vui lắm, cái chuyến đi nó là trên trời dưới biển dưới đất nhé. Lung tung mà đổi cái trạm metro này. Bây giờ bên Pháp bác biết là khác cái hồi xưa mình đi qua bên đó năm mấy mấy năm rồi, bác thấy giờ nó thay đổi, đường xá rất là đẹp cho thế. Thì phải nói rằng nếu mà có cơ hội trở lại bên Âu Châu thì chúng tôi vẫn muốn trở lại bên Pháp, và phụ nữ Pháp vẫn là cái vẻ thanh lịch hơn phụ nữ Ý. Nhưng mà đàn ông Ý thì công nhận đẹp trai hơn. Nên nhờ có cái râu ria như kiểu bác Cường ấy. Người nào có râu là đàn ông, không râu là bất nghị. Đàn bà không vú thì lấy gì nuôi con. Thì những cái chúng tôi được ở bên Ý thì chúng tôi được đi Vatican, chúng tôi được đi thăm những cái chỗ mà cái Colosseum, chỗ mà cái đấu trường giác đấu ngày xưa. Thì những cái không được đi thăm cái gọi là cái nhà nghiêng nghiêng, không có thì giờ nữa. Thế nhưng mà cái ở bên Pháp thì chúng tôi đi thăm hầu hết những địa danh danh lam thắng cảnh của Versailles, Versailles của vua Louis thứ 14. Rồi được đi thăm tháp Eiffel, được đi thăm nhà thờ Đức Bà Notre Dame. Thì tính về đây thì không biết có một cái món quà này nhỏ nhỏ thôi, một cái ly cà phê và một cái muỗng. Thì giờ bác thích cái nào thì có đọc email, có thấy đâu anh em thông báo. Thì ngày mùng 2 này thì chúng tôi lại nhờ bác Cường gửi lời chia buồn với gia đình, tại vì chúng tôi không tới được. Mùng 2 này chúng tôi đã có mặt tại Việt Nam rồi. Anh còn đi nữa Dạ vâng, là chưa ra lại đi. Cuộc đời là những chuyến đi, nếu đi không được thì đi cuộc đời. Thành ra bây giờ mình còn đi được thì đi thôi, còn để sợ là mai mốt vài năm nữa là mình lại đi không được nữa, mà muốn đi cũng không đi được. Vâng. Mục đích kỳ này đi là vấn đề mà cái tàu chiến hạm Carl Vinson sẽ tới Đà Nẵng. Thì nhưng mà cái vấn đề bây giờ, vấn đề an ninh thì chưa biết thủ tục an ninh là Mỹ có bằng lòng cho lên hay không, bởi vì đây là một cái tàu đang hoạt động, gọi là in action duty. Thành ra cái vấn đề nếu mà có lên được thì vấn đề an ninh rất là chặt chẽ, và chưa chắc mình đã được mang máy móc đi vào trong đó để quay nữa. Chưa kể rồi anh ấy, trong tay bây giờ kỹ nghệ bây giờ nó, họ chỉ cần một cái đồng đồng xu rất là nhỏ, hay là một cái nút này thôi, họ gắn lại cái là nó có thể là theo dõi được tất cả những cái hoạt động ở trong tàu. Thành ra vấn đề an ninh là vấn đề tiên quyết. Thì còn vấn đề đi thăm đó thì là họ về vấn đề chiến thuật hay chiến lược thì của Mỹ với lại của ở Biển Đông, thì cái vấn đề này thì ngoài cái sự hiểu biết của chúng tôi, nhưng mà nếu mà đi được đi lên thăm đó, thì là một cái vinh dự. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách, nếu mà bên biểu ngoại giao, bên ủy ban nhà nước mà chúng tôi không liên lạc được thì chúng tôi sẽ đi vào trong tòa đại sứ với tư cách là một nhà báo của Mỹ đang có mặt đây để được phép lên trên tàu, để nếu mà bị xâm viếng mà cá nhân á, thì có thể nó dễ làm. Họ có thể cho mình đi, có người tháp tùng đi bên cạnh Vâng, mình. thế về cái
về cái tàu cái hàng không mẫu hạm này nó tới Việt Nam đó, Dạ. thì tôi có gửi cho quý bạn ở trong KBC hải ngoại, tôi đề là hội trùng dương tại bờ biển Việt Nam. Vâng, đúng rồi, Tại đúng rồi, vì đúng rằng có. thì là cái không những là cái hàng không mẫu hạm tối tân này nó đến Việt Nam, mà đều bên cạnh đó thì nó còn nhiều cái tàu lớn hộ tống đó. Vâng, và người ta mới thấy rằng thì là nhắc lại rằng thì là đây là lần đầu tiên mà đệ thất hạm đội từ sau năm 75, đây là Vâng. lần đầu tiên một cái chiến hạm lớn như này tới Việt Nam, qua một cái quá trình đàm phán rất lâu, rất là kỹ của cả hai bên. Thế Dạ. thì là và đồng thời với cái này thì chúng ta lại thấy là tàu Úc, tàu Nhật, tàu Pháp, đúng không ạ? Dạ. Tất cả các cái thứ đó, tàu Anh đều là những các cái mẫu hạm tối tân đến Việt Nam, cho nên Kể tôi cả Ấn vâng thành ra vâng Ấn Úc vâng Nhật thành vậy. vâng thành ra tôi gọi cái đó là cái hội trùng dương ở bờ biển Việt Nam. Vâng, À, có đọc cái bài đó bác. vâng thành ra tôi và mình phải nói rằng thì là cái tình hình Việt Nam nó biến chuyển một cách nó hết sức là thuận lợi cho đất nước. Bởi vì rằng thì là tôi sẽ theo dõi thì từ lúc mà ông Obama gặp Tập Cận Bình ở Palm Springs thì người tàu cũng đã nói rằng thì là Biển Đông rộng chỗ lắm để cho hai chúng ta. Và ông Obama đó thì lúc bấy giờ thì trong cái nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy thì là ông ấy nói là ông ấy chuyển trục về Biển Đông. Tức là sẽ mang các cái hàng không mẫu hạm, cái lực lượng lớn đó, đệ lục đệ thất gì đó tới Việt Nam và tới ông Donald Trump. Thì cái giai đoạn đầu nói rằng ông ấy nói là thì là quyền lợi nước Mỹ trên hết, nhiều người tưởng rằng thì là ông ấy sẽ cô lập, ông ấy sẽ chỉ nghĩ đến nước Mỹ, nhưng mà không ngờ rằng thì là ông ấy đã đưa ra một cái chiến lược Rất là mà hay. ở trong cái APEC Đà Nẵng vừa rồi đó, ông ấy nhắc lại một cái, đây là một cái đường lối và một cái chính sách lớn của nước Mỹ, mà bằng cách là không còn là Thái Bình Dương nữa mà là Ấn Độ Thái Bình Dương. Vâng, Và đúng ông rồi. ấy tuyên bố ngay tại Đà Nẵng rằng chính tại nơi này quân đội Mỹ đã đầu tiên, lực lượng Mỹ đầu tiên đã đổ bộ vào đây, và cũng lại đây nó là cái trung tâm của một cái vòng đai mới, một cái vòng đai mà không ngờ rằng nó hội tụ lại ở cái điểm cái tâm của nó thì lại là Đà Nẵng, lại là nước Việt Nam. Thành ra tôi gọi cái đó là hội trùng dương, và tôi nghĩ rằng biến chuyển tình hình, biến chuyển mình có van nài người Úc chưa chắc nó đã trở lại Việt Nam, họ đã gửi quân tới Việt Nam hay là đưa chiến hạm tới hay là với Nhật với gì, mà tại sao ở giữa cái trường hợp này đó thì nó gần như là những quyền lợi của mọi nước lại một lần nữa tiến tới bờ biển Việt Nam, tiến tới cái một cái nó giống như là một cái làn danh hay là nó là một cái trung tâm quyền lực ở Thái Bình Dương, và nó là một cái đáp ứng đối với lại cái quyền lợi, là một cái suy nghĩ của nước tàu. Và rõ ràng rằng thì là mình mới thấy rằng thì là người ta không thể nào để cho người tàu bắt nạt Việt Nam được, và người tàu cũng hiểu rằng thì là mình cái chính sách tầm văn dâu mình làm tới thế này là quá rồi. Thành ra tôi thấy rằng thì là cái đường lối của người Việt Nam không phải là họ chờ, nhưng mà họ biết rằng cái con đường đi của họ là con đường đúng nhất, cái vai trò của họ gần với người Trung Hoa như thế nào, bốn tốt 16 chữ vàng, hay là họ cũng lại là một lực lượng lớn
anh cả của cái khối ASEAN 10 nước. Thành ra cho nên tôi gọi đấy là cái vận hội của đất nước thì mình cũng mừng cho đất nước, bởi vì thì là cũng cuối đời rồi mà mình đấy, anh em mình cũng ra đi nhiều rồi, và bây giờ thì mình thấy rằng thì là mình mừng rằng có lẽ là mình được chứng kiến những cái ngày huy hoàng của đất nước. Vâng, để tiếp lời bác Cường trước khi thì chúng tôi xin trả lời Nguyễn Minh Cha, Nguyễn Quang Chánh là sao không thấy bác Phương nghỉ sẽ ổn định. Bác Cường mới nói là giờ phút này là chúng ta đã bắt đầu đi hết rồi. Ông Lê Quý An cũng đi. Dạ vâng, đúng. Đấy. Thì ông Lê Quý An là giáo sư, ông là hội trưởng hội giáo chức ở miền Bắc. Đấy. Và ông Lê Quý An là gọi Avitech Trang Châu. Đấy. Và thứ nhất, ông Trump ông nói một câu lúc đó tôi cũng không nghĩ được. Bây giờ thì tôi ngẫm nghĩ là bác Cường nói rất là đúng. Ông nói là tôi đặt quyền lợi nước Mỹ lên trên hết. Cũng như quý vị trong cái phòng này, quý vị đặt quyền lợi của quốc gia quý vị lên hàng đầu. Thì cái điều đó đúng. Tất cả đó là cái gì? Đó là chủ nghĩa dân tộc của Bác Hồ. Bác Hồ chủ nghĩa dân tộc. Đấy. Mình là người dân Việt Nam thì mình đặt quyền lợi nước Việt Nam. Cái chuyện này rất là bình thường. Nhưng mà ở đây đó, khi mà Mỹ nhảy vào Biển Đông thì nó có phải là quyền lợi của Mỹ không? Dạ thưa, đúng. Tại vì quyền lợi của Mỹ chúng tôi phải có làm cái ổn định ở bên này chứ không thôi nó còn đánh vào nước Mỹ thì sao? Nước Mỹ nó khôn lắm. Nó muốn làm những cái hòa bình ở chung quanh để cho chiến tranh không bao giờ đi vào Mỹ. Đấy là cái quyền lợi của ông. Và cái vụ thứ nhì nữa là cái vụ TPP. Ông Trump, chúng tôi tin chắc rằng năm 2018 này sau khi cái hiệp ước mà CTPPP đó, được hình thành, tất cả các 11 quốc gia đều đồng ý rồi, đều chấp thuận hết rồi, thì hy vọng rằng tháng 7, tháng 8 năm nay ký, trễ lắm là tháng 11, ký xong thì Mỹ sẽ nhảy trở lại. 11 thượng nghị sĩ của Mỹ yêu cầu ông Trump phải trở lại, không đó. Nếu không thôi thì Mỹ sẽ bị mất quyền lại đấy. Đó, thành ra cái vấn đề, còn cái vấn đề mà quân sự thì tại sao đây là cái hàng không mẫu hạm gọi là tối tân và lớn nhất của Mỹ và có thể đi làm cuộc hành trình cả 5 năm, 10 năm mà không cần phải tiếp tế nhiên liệu. Đây là hàng không nguyên tử mà. Thì cái hàng không Reagan hay là hàng không ấy mới tới Việt Nam mấy lần trước đây đó, toàn là những cái loại hàng nhỏ hơn cái này là lớn nhất. Nó để chứng minh rằng là cái hải cảng Đà Nẵng có thể chứa được cái đó, cái hàng không mẫu hạm Carl Vinson. Thứ nhất, thứ hai nữa là họ vẽ cái roadmap, cái lộ trình. Trong trường hợp mà nếu cần phải đi vào Đà Nẵng để mà vấn đề chiến tranh hay cái gì thì cái tàu này sẽ đi lối này. Cái tàu Nhật đi vào cũng đã có cái roadmap rồi, tức là cái con đường để cái lộ trình của họ để họ đi. Rồi con tàu Ấn Độ tới, rồi tàu Singapore tới, rồi tàu Úc tới, tàu nào tới cũng đều có cái lộ trình đi hết. Và cái tàu Carl Vinson này sẽ ở Đà Nẵng 2 ngày, sau đó ra ngoài biển 2 ngày. Sau đó ghé vào Cam Ranh, tức là thời gian thăm viếng là ngày mùng 5 tháng 3 cho tới ngày mùng 9 tháng 3. Đấy, là chấm dứt thời gian. Nhưng mà chấm dứt không có nghĩa là họ trở về Mỹ hay họ đi đâu, mà họ trở lại cái đệ thất hạm đội. Tức là họ lại đi ra Thái Bình Dương và làm cái nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông. Và cái tức khí đó đã khiến cho anh Trung Quốc quyết định sẽ gửi thêm những cái máy bay tàng hình của Trung Quốc mới sản xuất xong. Thì anh Nga anh có chê anh Trung Quốc máy bay tàng hình của Trung Quốc giống như đồ chơi thôi, che mắt mấy thằng con nít chứ không thể che mắt được Nga với Mỹ. Vì hiện tại bây giờ Nga và Mỹ đang đụng độ nhau ở Syria, mà Nga đó nghe nói rằng hai bên cùng giấu, tức là cả Mỹ lẫn Nga có đụng chạm nhau với cái cấp ít nhất là đại đội.
Và cái thiệt hại hai bên như thế nào thì không biết. Thì không biết Nga hơn hay Mỹ hơn thì chúng tôi không biết, nhưng mà cả hai bên đều không tiết lộ. Và có thể sự đụng độ nhau đó có thể là vì vấn đề mà gọi là hiểu lầm nhau, hoặc là chấm lộn tọa độ, hay là cái gì, hay là tin tức không chính xác, vô tình hai bên đụng độ nhau. Nhưng mà rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là hai bên đều rút lui hết. Thì đó là những cái tin tức mà sơ sơ về vấn đề Bắc Cường. Còn cái gì để chia sẻ diễn hành Tết sao á, có đi không?